trứng này. Anh, mua trứng đi anh. Nhiêu nhiêu trứng? Có 5 ngàn ạ. Bán 2 trứng gì vậy ăn cơm? 2 trứng 10 ngàn, 10 ngàn anh. Nè. Đây, trứng của anh đây. Ê, ở đây có thu mua lại trứng không? Có anh. Nhiêu trái vậy? À, thu lại 10 ngàn. 10 ngàn hả? Ủa, gà mới đẻ được 5 trái hả? Bán chị nè. Nè, 50 ngàn của anh đây. Cảm ơn, cảm ơn. Mai có ra bán tiếp. Ở đây có mua lại trứng hả? Có chứ anh. Nhiêu nhiêu? 10 ngàn trứng. Bán 2 trứng. Rồi, 2 trứng thì 20 ngàn. Cảm ơn anh nha. Em phải chủ giàu lắm hả? Ừ, cũng được anh, khá giả hả? Bán 2 trứng. Bán 2 trứng hả? 10 ngàn. 2 trứng 10 ngàn. Rồi, cảm ơn anh nha. Bán bà lại 2 trứng rồi. 20 ngàn của anh. Đây. Nhà bà giàu dữ lắm phải không? Cảm ơn anh. Còn nhiêu trứng? À, cái này ở đây em còn 100 trứng. Lấy hết luôn. À, bỏ hết luôn anh. Mua hết luôn. 500 ngàn. Nhiêu đây hết 500 ngàn anh. Nè 500 nè. Rồi, cảm ơn anh nha. Chị. Các bạn, bán lại. Đâu có. Em bán hết rồi em đi về hả? Hết rồi em đi về hả? Về nha. Ủa?